chào anh. Ok. Rồi, xin chào cả nhà. Ok. Rồi, chào anh em nha. Ok. Rồi, tôi là một chuyến đi đám cưới Tây Ninh của một đứa em. Đây là đường Cộng Hòa nối dài qua đây Trường Chinh, khu vực Tân Bình. Bên phải là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đi thẳng đường này luôn là về Củ Chi, về Trảng Bàng, rồi vào qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thủ đô Phnom Penh. Đi khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng ô tô.